Xin chào quý anh chị đang theo dõi kênh Trung Thực Auto. Trung Thực Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Và nếu anh chị nào thường xuyên xem video của bên em thì anh chị có thể thấy ngày nào chúng em cũng ra video và ngày nào chúng em cũng có những chiếc xe mới về. Và bạn camera có thể giới thiệu qua cho anh chị biết cái địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng này là một nơi mà có rất nhiều các trung tâm kinh doanh xe đã qua sử dụng, buôn bán rất là sôi nổi. Và ngay lúc này thì ở khu vực 17 Phạm Hùng đang có rất là nhiều cái khách hàng đến, đang đến xem xe. Vâng. Ở đây thì chúng em có khoảng tầm là 10 showroom. Vâng, và được coi là một trong những trung tâm mua bán, trao đổi xe đã qua sử dụng lớn nhất khu vực miền Bắc. Và hôm nay Trung Thực Auto xin được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị hai chiếc xe. Chiếc xe đầu tiên đó chính là chiếc xe Honda CR-V sản xuất năm 2014. Và chiếc xe thứ hai là chiếc xe Toyota Camry 2.4G sản xuất năm 2010. Và cả hai chiếc xe này đều mang biển Hà Nội. Chiếc xe Honda CR-V thì có chủ sở hữu là công ty, còn chiếc xe Toyota Camry có chủ sở hữu là cá nhân. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với chiếc Camry sản xuất 2010. Bạn camera có thể cho quý anh chị xem qua về không gian ngoại thất của chiếc xe. Bốn lốp đang được trang bị trên chiếc xe Camry 2.4G sản xuất 2010 này là có năm sản xuất là 2016. Vâng, sản xuất 2016. Và lốp sơ cua của chiếc xe này vẫn là lốp sơ cua theo xe. Về nước sơn của chiếc xe Camry 2010 này thì nước sơn đã được sơn quay xung quanh xe. Và bạn camera có thể cho thấy là keo chỉ đã chạy lại hai cánh cửa bên lái. Và bạn có thể cho quý anh chị thấy được hơn là gì ạ? Ở hai cánh cửa bên lái thì keo chỉ cũng đã được chạy lại. Vâng. Những chiếc xe về Trung Thực Auto có như thế nào thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý anh chị y chang như vậy. Vâng. Và chúng tôi rất mong muốn là mời quý anh chị cùng đến với cửa hàng của Trung Thực Auto có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Vâng, thời gian thì chúng tôi là đón tiếp khách hàng kể cả là tối muộn. Lốp sơ cua của chiếc xe này còn theo xe quý anh chị nhé. Bỏ lốp sơ cua còn chưa hạ luôn nhé. Vâng. Vâng, và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng vào trong khoang nội thất của chiếc xe Camry sản xuất 2010 đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Xin mời quý anh chị. Nội thất của chiếc xe Camry 2010 thì nội thất của xe thì vẫn là nguyên bản bộ ghế da. Tuy nhiên là theo thời gian thì bộ ghế da này về mặt thẩm mỹ là hơi nhàu. Không, hơi nhàu. Xe thì so với nguyên bản về hệ thống âm thanh thì cũng đã được trang bị là màn hình. Theo xe thì là chiếc xe này được trang bị là hệ thống CD. Điều hòa của chiếc xe đã được trang bị là hệ thống điều hòa tự động hai vùng. Đã. Rồi, vô lăng thì trên chiếc xe Camry 2.4G sản xuất 2010 này thì đã được chủ cũ là bọc lại, bọc da này, ốp gỗ. Vâng, bọc da ốp gỗ vẫn còn nhìn vẫn còn rất là mới. Rồi. Và về số km của chiếc xe này thì là đã đi được là 13 vạn. Và đây là số km zin của anh chị nhé. Và Trung Thực Auto sẽ chia sẻ những cái điều gì đó mà nó nguyên bản hay là gì ạ, nó đúng. Ví dụ như là số km zin thì bên Trung Thực Auto sẽ nói là đó là số km zin. Và quan điểm của Trung Thực Auto đó là luôn luôn làm xe đẹp. Và Trung Thực Auto luôn luôn tự tin là chào bán tới quý anh chị những chiếc xe là gì ạ, về chất lượng, là luôn luôn đảm bảo về mặt chất lượng cho quý anh chị. Bởi đội ngũ kỹ thuật của Trung Thực Auto với quy trình chuyên nghiệp sẽ giúp cho Trung Thực Auto sẽ mua về được những chiếc xe đảm bảo chất lượng. Vâng. Về không gian nội thất của chiếc xe này thì so với cả nguyên bản từ năm 2010 thì chỉ có duy nhất những cái điểm mà em vừa chia sẻ với cả anh chị. Đấy, còn lại là ghế thì vẫn là bộ ghế da nguyên bản, chưa được bọc lại. Tuy nhiên là bộ ghế da thì có phần là không được đẹp lắm cho đến thời điểm này. Vâng. Và tiếp theo thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng ra để xem cái khoang động cơ của chiếc xe Toyota Camry 2.4 này nhé. Xin mời quý anh chị. Vâng, chúng ta cùng đến với cả khoang động cơ của chiếc xe Camry 2.4G sản xuất 2010 đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Chiếc xe đã trải qua là 11 năm tuổi. Động cơ vẫn còn là nhìn rất là mới. Và một điều mà Trung Thực Auto chúng tôi luôn luôn cam kết với quý anh chị đó là động cơ và hộp số là nguyên bản. Ngoài ra với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì chúng tôi luôn luôn cam kết với quý anh chị hai điều. Thứ nhất là về động cơ và hộp số nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Về hồ sơ thì là không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không vặt nguội.
Và anh chị có thể quan sát thấy là cụm đèn pha của chiếc xe Camry này vẫn là nguyên bản, vẫn là nguyên bản anh chị nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cả ngoại thất của chiếc xe Honda CR-V sản xuất 2014. Chiếc xe mang biển Hà Nội, có chủ sở hữu là công ty. Về ngoại thất thì chiếc xe này cũng đã được sơn quây toàn bộ xe. Và lốp đang trang bị trên chiếc xe này là được trang bị là hiệu Michelin. Sản xuất năm 2017, vân lốp còn rất là dày. Lốp sơ cua thì cũng được là trang bị là hiệu Michelin. Và lốp sơ cua cũng đã đưa vào sử dụng, tuy nhiên là vân lốp cũng còn rất là dày. Thì chắc là chủ cũ đã thay cả dàn lốp này cho chiếc xe Honda CR-V này. Đã. Và Trung Thực Auto luôn luôn chào đón quý anh chị đến thăm showroom tại địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, kể cả là tối muộn, để anh chị có thể là lái thử và trải nghiệm những chiếc xe mà Trung Thực Auto chúng tôi đang giới thiệu. Nếu chị quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với số điện thoại của chúng tôi trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào không gian khoang nội thất của chiếc xe Honda CR-V. Nội thất của chiếc xe Honda CR-V sản xuất 2014 thì nội thất cũng là bộ ghế da nguyên bản theo xe. Tuy nhiên là bộ ghế da này đã có dấu hiệu nhăn và sờn, kể cả là ghế hành khách phía đằng trước cũng như là ghế lái. Rồi, tay lái thì cũng đã bong chóc. Vâng, tay lái đã bong chóc rồi ạ. Tuy nhiên đây cũng là một số những cái điểm mà bọn em cũng muốn giới thiệu cho quý anh chị. Tuy nhiên là nếu như mà những chiếc xe mà bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì bên em cũng sẽ có những cái để thẩm mỹ, spa lại cho nó đẹp trước khi đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên đây là những cái video gốc để mà chúng em giới thiệu về những chiếc xe nguyên bản vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto. Và xe thì đã được trang bị là hệ thống màn hình DVD. Vâng, hệ thống màn hình DVD. Hệ thống điều hòa cũng là tự động. Hệ thống điều hòa tự động. Màn hình DVD có bản đồ dẫn đường. Có bản đồ dẫn đường. Hãy cùng bật lên cho quý anh chị xem. Xe thì cũng đã được trang bị là camera báo lùi. Ngoài ra thì xe cũng có được trang bị thêm là các hệ thống cảm biến, có 4 cảm biến phía sau. Vâng. Camera báo lùi của chiếc xe này thì đang hơi mờ. Vâng, có dấu hiệu là có hơi mờ. Hệ thống âm thanh cũng có kết hợp mà có cổng USB. Vâng. Nói chung là nội thất của chiếc xe Honda CR-V sau 8 năm sử dụng thì theo đánh giá của Trung Thực Auto thì về các chất liệu nhựa thì vẫn không có dấu hiệu bong chóc trầy xước, nhưng mà bộ ghế da thì có phần là hơi nhàu. Rồi tay lái thì đã có bong chóc. Và sau đây thì xin mời quý anh chị thì chúng ta hãy cùng ra với cả khoang động cơ của chiếc xe Honda CR-V này. Và chúng ta cùng đến với cả không gian khoang động cơ của chiếc xe Honda CR-V sản xuất 2014, mang biển Hà Nội. Chiếc xe này thì đã được chúng tôi vệ sinh lại cho sạch sẽ trước khi đến tay người tiêu dùng. Và hai chiếc xe, cụm đèn của hai chiếc xe này là đã có dấu hiệu là đã được tháo ra. Tuy nhiên là kiểm tra về mặt kết cấu khung gầm của chiếc xe này thì không có dấu hiệu của va quệt và đâm đụng. Thì cho thấy rằng là hai chiếc đèn pha này là đã được tháo ra chỉ là để vệ sinh ạ. Vâng, hai chiếc cụm đèn pha này đã được tháo ra anh chị nhé. Và một cái điểm là khi mà với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn cam kết với quý anh chị là về động cơ và hộp số là nguyên bản. Xe thì không đâm đụng, không ngập nước. Và còn về giấy tờ thì cam kết là không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không vật lụi, không vật nguội. Tất cả những điều này thì Trung Thực Auto đều cam kết với quý anh chị bằng văn bản và có giá trị pháp lý. Ngoài ra thì quý anh chị chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá tiền là anh chị đã có thể là mang được những chiếc xe mà đang bán tại cửa hàng Trung Thực Auto về. Như vậy là Trung Thực Auto vừa giới thiệu tới quý anh chị hai chiếc xe Honda CR-V sản xuất 2014 có chủ sở hữu là công ty và mang biển Hà Nội. Và chiếc xe thứ hai đó là chiếc xe Toyota Camry 2.4G sản xuất 2010, và chiếc xe này cũng mang biển Hà Nội, có chủ sở hữu là tư nhân. Và sau đây thì Trung Thực Auto xin được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị với mức giá mong muốn cho chiếc xe Toyota Camry 2.4 sản xuất 2010 với giá là chưa đến 510 triệu.
Và chiếc xe thứ hai là chiếc xe Honda CR-V sản xuất 2014 có mức giá là cũng chưa đến 610 triệu. Nếu chị quan tâm đến hai chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với số điện thoại của chúng tôi trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Ngoài ra quý anh chị chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá tiền là anh chị đã có thể mang được chiếc xe này về. Và mọi sự hỗ trợ tư vấn thì anh chị hãy liên hệ ngay với số điện thoại của chúng tôi trên màn hình để được nhân viên của Trung Thực Auto sẽ tư vấn giúp cho anh chị lựa chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã xem và theo dõi. Những ai mà lần đầu tiên xem với kênh của Trung Thực Auto thì hãy dành cho chúng tôi một like và một subscribe để nhận được nhanh nhất và cập nhật sớm nhất những chiếc xe vừa về tới cửa hàng. Xin cảm ơn.